chung kết của C4. Vâng, có mỗi C3 là 3-0 thôi, còn đâu những C này căng thẳng quá. Chim sẻ cầm Greek. Bên kia là Seang, Minwan, Egypt và Babylon. Seang, Minwan, Egypt, Babylon. Bên này là Egypt của game thủ Chip Boy. Chim sẻ cầm Greek. Truy mệnh cầm Hitty. No 1 cầm Seang. Bên kia cũng có Seang đúng không? Vâng, cũng có Seang. Bên kia có Egypt, bên này cũng có Egypt thì phải. Bên kia có Minwan, bên này có Greek. Và bên kia có Babylon, thì bên này có Hitty. Như vậy là cũng chưa biết thế nào một lần. Cùng xem Seang của No 1 chém trận nữa. Một trận trước anh đã cầm Seang, trận này lại cầm Seang. Chém tốt vậy nhá, No 1 nhá. Trận trước ông chém lỏng quá đấy, bị IA nó chém chết. Vâng, bài Seang hơi tù tội tí. Hiểu mới được 4 con về còn đận không còn 3 con này. Hơi khó nhằn. Truy mệnh cầm Hitty. Đầu cánh nhưng mà thế nhà là thế nhà rừng dừa. Đất bạc trắng luôn. Đây là chim sẻ. Vâng, cầm Greek ông rời ạ. Đây là màn hình máy Egypt của Chip Boy. Bãi quả giữa hai nhà Chip Boy mút rồi, còn đôi voi muốn nhường cho No 1. Ad ăn vàng luôn thành cái chim sẻ. Đây là truy mệnh. Đâu, bãi quả đâu? Vâng, Seang tôn lên đời cực sớm. Sớm hơn cả No 1. Chắc là Seang 23 dân rồi.
cực sớm dành cho game thủ Tom Cruise. Vâng, pha đóng mở tù vãi chảy. Gỗ tắc. Nhà chip boy có lẽ đẹp. Như vậy cánh của Hitty là Seng, truy mệnh, Tom Cruise. Khung nhà sớm sớm vậy. Xin được tê không? Như vậy cánh bên kia là Minoan đánh chém đầu cánh của Tiểu Bạch Long, cùng với nhà của cánh của đầu 1. Nhưng bây giờ chưa ăn được vàng. Bên kia sẽ là một vâng, có Seng và Minoan đã đánh chém rồi, thì bên kia có Babylon và Egypt. Yes. No 1 đang chọc vào bãi vàng của game thủ cầm Minoan Tiểu Bạch Long. Quan trọng là bên kia truy mệnh còn sống không thôi, khi mà Seng là người công vào. Một A nữa, rồi kín rồi. Vẫn còn con giò ở phía trong. Có lẽ sẽ bị đi, cẩn thận những... Vâng, hơi khó hiểu trong tình huống nhìn này. Ngay cả mình cũng không nhìn ra cái tình huống bãi vàng và cái nhà BA. Bo kín khu gầy vào, bo nhỏ thôi. Về ra ngoài. Xây e. Vâng, chết là hơi sâu. Nhưng nô 1 chém bên kia thì sao? Đấy, Tiểu Bạch Long đã có một bánh xe và chạy luôn. Trong khi đó thì vẫn chưa tìm được dân màu 3 của Seng. Chim sẻ mới tìm thấy bãi vàng rồi. Tham chim sẻ là 31/44. Seng đang chuyển sang đánh sẻ khi mà Hitty đã chết sâu. Chết rất sâu. Chip boy tham 47/72. Đẩy được bãi vàng của Dũng con rồi. Như vậy bên kia còn một Egypt và một Babylon ở trong cánh và đánh cung. Seng và Minoan đã chém ở phía ngoài. Bên này thì chỉ có một Seng và một Egypt là chủ lực thôi. Truy mệnh đã chết sâu lắm rồi. Bỏ nhà và chạy thôi, giữ dân nào chạy thẳng cái nhà của Chip boy một hồi. Ngồi sóc dần, bỏ nhà này luôn đi. Sẻ đi quấy nhà màu 4 rất xấu ở góc 9 giờ. Đó là game thủ Hồng Anh. Chống trải. No 1 phải đánh được có nhà và tham to trận này thì mới có cửa thắng. Đánh theo kiểu có nhà và tham to. No 1 và chim sẻ phải vào 4-1 tơn, nhưng mà tơn phải thực sự đau đi sát mép bản đồ từ 12 giờ xuống vào. Đi sát mép vào. Đúng rồi. Thì mới ăn được và làm tơn đột biến. Trong khi đó đây là chip boy. Dân của màu bạc chạy lên tận đây rồi. Trong khi đó No 1 và chim sẻ đang lao vào. Đây là màn hình máy của game thủ chim sẻ đi nắng.
và có cả sự có mặt của No 1 trong tuần này. Bái Quảng ngay ở phía trên nó chim sẻ. Còn đây là Chip Boy. Màu 1 cũng đã chết sâu rồi. Màu 1 chết sâu rồi. Giống như kiểu truy mệnh như vậy. Còn chim sẻ cũng đang vừa bị mất tham. Còn thằng này làm do đấu quân quá khủng khiếp. Như vậy màu 2 cứu. Còn đây là màn hình máy của No 1 đang cố ăn dân của Hồng Anh. Hôm nay đang cần ở thời điểm này và Chip Boy cần phải được bơm vàng để lên các công nghệ cho cung G của Egypt đầu máu như là bản đồ hay là giáp 4 thì mới khỏe hẳn được. Đập BC đi Chip Boy. Em đẩy nhà màu 2 đi Chip Boy. Bắt làm gì cơ. Bơm đồ chứ nghe chứ mệnh bơm đồ hồi đi. Bơm vàng cả cho thằng Chip Boy nữa. Một hai con lạc đà này bỏ đi em ơi, đánh thằng màu ấy trước đi, đánh thằng màu 2 đi. Em cung giờ em khỏe em đẩy màu 2 là được chết, thằng anh đang yếu. Chim sẻ tham lam là tham lai là 25/40. Màu 4 tiếp tục bị vào khi chim sẻ là người ken 2 cái gỗ 75 liền. Rất khó chịu dành cho game thủ chim sẻ. Rồi lại ra. Trong khi đó đây là Chip Boy. Tham lai 96/156. Chẳng lẽ hai trận cầm Egypt đều cân bản đồ sao? Vâng, bây giờ lại còn có cái tên là hoàng tử Egypt nữa thì chịu. Đầu máu chưa, bản đồ chưa, bơm vàng đi Chip Boy. Thôi Chip Boy tự đào vàng đi em. Đã thấy dấu hiệu từ màu 2 tự ý đào vàng rồi. Và đây là cung của màu 2. Chip Boy châu quân lên, vẫn đánh giống như trận thiếu trước rồi. Kịch bản chỉ có vậy thôi. Giáp 4. No 1 rồi. Chip Boy chính em mới ra bo đi. Đừng để No 1 nó bo. Em đi ra hẳn cánh rừng lúc em vừa bị lọt lạc lạc đà màu 1 vào bo đi. Đi hẳn ra. Đi hẳn sâu ra. Trên. Ra xem mấy bản đồ. Xem mấy bản đồ á. Đấy. Vâng, đây là một tấn công của Babylon đang cực đông. Đối với người Egypt đã vẫn chưa có đầu máu. Đã, vâng, vừa mới có đầu máu rồi. Ơ, bên họ có đồ máu rồi à? Ơ, thì... Được. Màu 2 là Egypt à? Vẫn như vậy là ngược. Màu 2 Gunny mới là người cầm Egypt. Còn màu 4 thì là Babylon. Này thì hai Egypt đang đấu nhau. Và Egypt của Gunny đã có đồ máu rồi. Như vậy trận này căng phết. 14 của chim sẻ. 26 của truy mệnh. Chip Boy tham 124. Đang bắt cái con lạc đà xeng. Còn đây là No 1. Trong khi đó đây là màn hình máy của game thủ Chip Boy tham 125/2 lít. Cho mấy cung đờ đứng ở sát bên bản đồ phía dưới từ nhà chim sẻ lên, không tí nó đục mất tay. Anh tham lai xem màu 2 đào 3 cho vàng. 70 dân đào 1.000 vàng của Gunny kìa. Ốp đi. Gunny để quân ở giữa đưa đường để có thể nhảy 4 thì phải. Nhưng Gunny đang không biết là mình đang bị bắt quân. Anh không để ý là và cũng không hề điều. Chợ anh đứng bắn chay luôn. Tiếp tục là tơn đẩy tiếp lên của ôm vào nhà Gunny. No 1 ơi.
Em ơi, anh bảo này, ở dưới từ nhà chim sẻ lên nhà của chim boy nó có mấy dãy hàng E đây mà em phải bo kín vào nhá. Không tí để lọt là chết tất đấy. Xe hàng sẵn, nó sẵn sàng, nó đánh vào đấy. Vâng, bây giờ thì Chip Boy đang muốn ốp Gunny vì Gunny đang chuẩn bị lên 4. Chip Boy cũng đã vừa kích 4 xong. Nó cần vàng, nó đập nhà L rồi kìa. Chip Boy ơi, vâng, đang thiếu gỗ một chút để có thể kích đạp đôi. Màu hai đẩy luôn, mang kích lên để đỡ nào, cầu mong không người ta không hóa sọc đôi luôn. Xây nhà L đi em, xây nhà L đi em. Tham Lai đang là 131. Đã có lửa dành cho game thủ Gunny. Đã hóa đạp đôi luôn. Lúc này thì Chip Boy cũng đang trên con đường nâng cấp cái đạp đôi của mình. Công giáp là đạp đôi Chip Boy. Vậy e đi em, cố vậy đi. Cố vậy e là thủ được tên đấy đấy. Nó một sao không phải ở chỗ phía trong em. Và đang bị công vào, đạp đôi phải có công giáp, chưa có công giáp gì. Tham đang cân. Bo nhà cứng cho BB nào. Bo nhà cứng đi. Có đạp đôi xong thì đẩy. Có đạp đôi xong đẩy thẳng nhà màu 4. Không đẩy Gunny. Game thủ nâu 1, Tham 41 cầm xeang. Chim sẻ thì ngồi đọc Tham Lai rồi. Truy mệnh Tham Lai 67 trên 80. Hồng Anh bắt đầu đào vàng rồi. Chip Boy ơi, em đẩy một bãi thằng Hồng Anh đi Chip Boy. Sóc cứ sóc cả cung rồi mới thủ được nhà. Vâng, như vậy là Hồng Anh lên 4 xong trước truy mệnh rồi. Tham Lai 145 của Chip Boy. Chip Boy phải đẩy đạp đôi được. Nếu không thì bay Milan lên 4 thì sẽ có hot.
để ý đạp đôi ở phía trong. Quả đạp đôi bắn luôn mới có đạp đôi ở phía trong. Bo nhà lại em ơi, xe nó vào mệt lắm. Vâng, liên tiếp những pha vẩy e của game thủ Chip Boy. Đạp đôi liên tiếp được đẩy vào nhà anh. Boy công 7 lên. Hitty đã kích được 4 với timeline 72. Nhưng Chip Boy đang chết 1.000 dân. Và bây giờ thì bị cả màu 4 đẩy vào luôn. Chim sẻ quýt rồi. 3 2C này dành cho các game thủ bên phía team Thái Bình và tỷ số C săn bằng 2 đều.